Ta đến với các thao tác cho layer. Để thiết lập bảng layer, ta nhập lệnh layer vào thanh command. Đối tượng này đang nằm ở layer default, layer đen. Muốn chuyển đối tượng cho layer khác, ta chọn đối tượng và nhấp phải layer đích, chọn trên Object Layer. Đối tượng sẽ chuyển cùng màu của layer vừa chuyển. Ta có thể đổi tên layer đỏ thành red, nhấp trái vào tên layer và đổi tên red. Nhấp trái ô màu để đổi màu layer. Có thể chuyển màu vàng. Sau đó đổi tên layer vàng thành yellow. Để làm việc trên layer yellow, ta nhấp đôi vào layer và một dấu tích đen sẽ xuất hiện. Bây giờ layer yellow sẽ trở thành layer hiện hành. Tất cả đối tượng được tạo sau đó sẽ được thiết lập vào layer yellow. Nếu muốn tạo các đối tượng mới trong layer xanh, ta nhấp đôi layer xanh, sau đó tất cả đối tượng mới sẽ được thiết lập vào layer xanh. Nếu cần ẩn layer xanh, ta cần chọn một layer hiện hành khác, ví dụ layer yellow. Nhấp đôi vào layer yellow. Sau đó nhấp trái vào icon hình bóng đèn của layer xanh và tắt nó. Các đối tượng trong layer xanh sẽ ẩn hiển thị. Để hiển thị layer xanh trở lại, ta nhấp trái vào icon hình bóng đèn đang tắt của layer xanh. Để khóa một layer, ta có thể bấm vào biểu tượng ổ khóa. Ta sẽ không thể tác động vào các đối tượng trong layer bị khóa. Để mở khóa, ta nhấp trái vào icon hình ổ khóa một lần nữa. Đây là những thao tác cơ bản cần biết qua khi làm việc với layer. Hết bài 2. Adapter.